cũng là ok đấy. Anh không có thời gian nhưng mà anh cũng thích chơi gym lắm. Vâng. Thế là anh cầm con này của Tuấn là anh nuôi lâu chưa? Anh mới nuôi được 2 tháng, chưa được nhỉ Tuấn nhỉ? À, chưa được. Tháng. Vâng. Thế thôi bây giờ công việc bận không làm được thì thôi thì bác nhường lại cho em. Thật ra thì mà nhường lại cho em thì con chim mình nó là cái duyên. Có thể là nó lên mà cũng có thể là nó xuống. À, vâng, và sau buổi nói chuyện cùng với lại anh Tiến chủ chim thì Dũng cũng nhờ người em đem chú chim ra để kè rượt và xem về cái nối nếp của con chim, thì qua đây Dũng cũng muốn chia sẻ một chút cái kinh nghiệm của mình để cho những người anh em mới chơi cũng như một số những người anh em có thể tham khảo về cái cách mà Dũng tìm hiểu về con chim ở những cái bước đầu tiên. Thì chia sẻ với tất cả mọi người, bước đầu tiên là Dũng sẽ đưa con chim ra và kè ở giữa và kè bên cạnh một con chim mà bên tay phải của người anh đó cũng chia sẻ, đó là một chú chim cũng rất là hay. Thì khi mà kè vào thì Dũng thấy chú chim mà Dũng muốn mua là cái lồng thái cống xanh ở bên thứ hai từ bên tay trái sang ấy ạ. Thì thấy cái nối nết của chú chim khá là tuyệt vời. Bởi vì sao? Bởi vì chú chim đánh hai mặt, đánh hai mặt đấu đấy, và có những nối đánh bung xòe dọa nạt đối thủ rất tốt, và cái thái độ tìm chim cũng khá là tuyệt vời. Và đây là một trong những cái điểm rất thích của Dũng trong cái quá trình mà Dũng đi chọn chim đấy. Và chia sẻ với mọi người là một con chim hay thì nó phải đạt được cái hiệu quả là tham gia thi đấu đủ hai mặt đấy, và cái bước đi của chú chim không vội cũng không nhanh thì đó là cái điểm cộng để cho con chim nó chạy đường dài anh em nhé, là một trong những điểm cộng để cho con chim nó chạy đường dài. Còn Dũng không thích những con chim mà có nối đánh hủy diệt, ví dụ con chim nó chỉ găm dí vào một con chim nào đó để đánh theo cái cách hủy diệt của nó. Thì tất nhiên trong mỗi một cái phong cách chơi và lựa chọn chơi về con chim thì mỗi người một cách, mỗi người một cái suy nghĩ khác nhau. Còn đây là Dũng lựa chọn theo cái tiêu điểm của Dũng. Cái ngày đầu tiên Dũng chơi chim ấy thì chia sẻ với tất cả anh em và mọi người là Dũng cũng chỉ thích những cái con chim mà nó cứ găm dí theo cái nối nết hủy diệt, và phải bộ to, dài, đẹp đấy thì Dũng mới thích. Đấy là vào cái thời điểm đầu mà Dũng mới chơi chim. Thế còn sau khi cái thời điểm mà Dũng đã có những cái kinh nghiệm cũng như được học hỏi một số những người anh em thì Dũng nhận thấy rằng cái hình bộ nó không còn quan trọng đối với con chim mà tham gia thi đấu trên giàn. Bộ to hay bộ nhỏ không quan trọng, và cái vấn đề quan trọng là mình để ý về con chim nó nối nết và cái độ hung dữ của nó. Và tiếp theo thì Dũng cũng nhờ người em là chuyển một chú chim yếu hơn vào chú chim đó để Dũng xem là gặp chim yếu thì con chim nó có đấu tốt không và có thi đấu mạnh mẽ hơn đối với một con chim mạnh không. Thì Dũng thấy là khi mà vào thì thấy một chú chim yếu hơn cũng đã ra những phách đánh, và con chim của mình chọn mua thì cũng rất là găm dí và nạt ngay đối thủ từ cái bước đầu tiên khi mà được di chuyển vào. Đấy, đó là cái điểm cộng mà một chú chim mà Dũng thích. Tiếp theo nữa là bên màn hình thì đây cũng là một chú chim mà người em đó cũng muốn chia sẻ lại cho Dũng, nhưng thực tế thì Dũng cũng không đủ tiền để bắt chú chim này. Đấy, không đủ tiền, bởi vì Dũng bắt chú chim kia thì Dũng cũng đã dồn hết vào để bắt rồi. Chứ nếu mà Dũng mà còn đủ tiền là Dũng sẽ bắt luôn cả cái chú chim mà bên tay phải màn hình của chúng ta đang xem. Đó, chú chim rất dữ. Thế nhưng ngược lại thì chú chim này có một cái điểm nổi, đó là
bị cụt mất một nửa móng hậu ở phía sau. Thì thực ra trong một con chim đấu dàn, cụt móng biên đằng trước hoặc là móng giữa đằng trước thì Dũng có thể không quan tâm. Thế nhưng cụt móng hậu là một trong những móng bám trụ tốt của con chim, nên Dũng cũng có nhiều cái suy nghĩ. Và tiếp tục là Dũng nhờ người em di chuyển chiếc lồng chim mà mình chọn mua ra biên. Đấy, ra biên để làm gì? Thì chia sẻ với mọi người là ra biên để xem con chim nó có tìm vào để thi đấu hay không. Bởi vì trong cái quá trình mà anh em chúng ta thi đấu ở trên dàn thì không thể tránh khỏi những cái lúc mà con chim của mình đứng biên. Đấy. Và đây nó thuộc về cái tính cách của con chim. Đấy, rất nhiều những con chim đứng biên mà nó sẽ bị nơ đấu, bởi vì con chim đó có thể bị tác động ở ngoài tự nhiên bên ngoài, cũng như là tác động ở những anh em nghệ nhân, bởi vì đó là những chú chim mộc thì Dũng không nói, nhưng đã thuộc về vào dòng chim thi và những con chim đã có tuổi dàn cũng như là tuổi nồng thì con chim phải được găm dí vào trong, đó mới là cái con chim hay. Đấy. Và găm dí vào trong thì Dũng cũng chia sẻ với mọi người là nó phải ra được cái phách đánh, cũng như là ra được cái độ tìm đối phương, và có thể là tự xử anh em nhé. Tuy nhiên anh em chúng ta có thể để ý bên tay phải màn hình của chúng ta là chú chim nồng gỗ là không tham gia thi đấu, đúng không ạ? Đấy, không tham gia thi đấu, nhưng chú chim mà Dũng chọn vẫn tự xử và tự đánh, thì đấy là một trong những cái điểm mạnh của con chim để Dũng lựa chọn và chia sẻ với anh em. Và Dũng tiếp tục đưa con chim mạnh vào để xem con chim nó có sợ không, hoặc là nó có bị nơ ra ngoài không. Thì Dũng thấy đây là một trong những cái mà chú chim không có biểu hiện nơ ra ngoài, và gặp chim mạnh thì càng găm dí vào trong và có bu trà đá lan khác mọi người nhé. Đấy, anh em nên lưu ý là đá lan và bám lan thì nó cũng có nhiều cái điểm khác biệt nhau để mà nhìn nhận về một con chim. Đấy, tại sao trong tham gia thi đấu giải giám khảo người ta lại đánh giá về con chim khi mà đá lan đấy và bám lan thì nó có hai cái điểm khác nhau. Và nhiều anh em nghệ nhân thì cũng thấy con chim của nhiều người anh em bị hạ bởi vì lý do bám lan quá lâu trong thời gian thi đấu thì nó sẽ chậm nước đấu. Đấy, chứ còn con chim đá lan thì nó không có thuộc là chậm nước đấu anh em nhé. Và rất nhiều cái điều ý kiến đó ở tại các sân thi mà Dũng cũng được chứng kiến và cũng được sự phân tích của anh em giám khảo. Thế cho nên là rất nhiều anh em là cứ nghĩ là con chim nó đá lan thì nó là con có tật. Thế nhưng không phải, bám lan nâu để nhảy xuống cầu đấu thì đó mới là con chim chậm nước đấu. Thế còn con chim nó đá lan thì nó chỉ là một trong những cái lúc mà con chim nó tham gia thi đấu tốt thì nó thể hiện cái phách và cái lối nết của nó như vậy. Và cái điều này thì Dũng sẽ về để khắc phục chú chim, bởi vì chú chim đá lan thì rất dễ khắc phục. Có thể là Dũng sẽ cho sang một cái lồng vuông hoặc cho sang một cái lồng sinh để rượt và kiểm tra cái lối nết đó. Thế thì qua cái video này là Dũng chia sẻ với anh em về cái điều mà cơ bản khi mà anh em chúng ta đi chọn một con chim ở tại nhà mà chủ chim muốn bán, thì đó là cái điều mà đầu tiên. Thế còn cái điều thứ hai nữa là con chim có thể là ở cái chỗ này là nó đánh thung. Đấy, và đây là một trong những cái điểm rất quan trọng. Rất nhiều những chú chim là đánh thung rất tốt. Bởi vì sao? Bởi vì con chim đó đã quen ở cái khu vực địa điểm mà chúng được chăm sóc và nuôi nhốt. Thế cho nên là chú chim đó đã được làm chủ ở cái thung đó. Thế cho nên là đi ra các cái điểm khác thì con chim nó sẽ không thể hiện được cái bản năng và cái tố chất đó. Thế nhưng ngược lại, trên màn hình của chúng ta mà Dũng chia sẻ thì đây là một chú chim thi rồi mọi người nhé. Và nó cũng là một con chim mà anh em gọi là vua top 10.
Mua top 10 bởi vì sao? Bởi vì khi con chim vào đến 6 con hoặc 5 con là bị hạ. Thì hạ ở đây nó cũng có rất nhiều lý do mà Dũng được chủ chim chia sẻ. Đó cũng là có thể là lỗi do con chim và cũng có thể là lỗi do các vấn đề khác nhau, nhạy cảm Dũng cũng muốn nói. Và đây Dũng cũng đưa lại cái tiếng ché và cái hình ảnh của con chim mà cụt móng phải màn hình của chúng ta vừa rồi. Vâng, vậy là sau khoảng thời gian mà Dũng đã test con chim trên giàn cùng với lại người anh thì anh cũng nhường lại cho Dũng, mọi người nhé, anh cũng nhường lại cho Dũng và Dũng thấy chú chim về cái phách đánh và cũng như là về cái hình bộ của con chim đấy, và Dũng cảm thấy rất là tuyệt vời về cái điều này. Cái thứ hai nữa là con chim nó đã có những cái bước mà thi đấu ở trên giàn, tuy nhiên là con chim nó chưa được vào đến chung kết nhưng mà toàn hạ con thứ 5, thứ 6 ở các cái giải đấu thì Dũng bắt con chim này đấy, và hy vọng rằng ở cái mùa lông này là chú chim sẽ phát huy được cái tố chất của mình cũng như là cái bản lĩnh của mình, và trong cuộc chơi thì đôi khi nó còn có cả cái sự may mắn nữa đấy. Và Dũng sẽ đưa chú chim về, và mong muốn rằng ở một cái mùa giải này là cái mùa thứ hai của con chim, bởi vì mùa trước là chủ chim chia sẻ đó là cái mùa mộc dở, con chim nó chơi nó chưa được ổn định, và sang cái mùa này rồi thì con chim nó sẽ có sự ổn định hơn, và hy vọng là những cái điều tốt đẹp hơn đối với Dũng và chú chim. Và Dũng cũng xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã dành thời gian ra để xem cái video ngày hôm nay, và Dũng cũng rất mong là được sự tình cảm của mọi người dành cho Dũng bằng đăng ký kênh cũng như là ủng hộ Dũng về ra thêm những cái video mà nó có những cái sự chi tiết hơn, hoặc là trong cái video của Dũng còn thiếu sót gì, mong mọi người hãy đóng góp ý kiến ở dưới phần bình luận để cho Dũng được thấy là mình thiếu sót ở cái gì và mình cần học hỏi ở mọi người ở cái gì để được hoàn thiện mình hơn, mọi người nhé. Và Dũng xin hẹn tất cả mọi người ở một video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Thời gian đấu của bóng thứ năm hết giờ.